Thân chào các em. Hiện nay, tai nạn thương tích ở trẻ em đang có xu hướng tăng lên và là vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước đang phát triển. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có hơn 900.000 trẻ em và vị thành niên dưới 18 tuổi tử vong do thương tích, trong đó 90% là thương tích không chú ý. 95% tử vong do thương tích trẻ em xảy ra ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Ngoài những ca tử vong, hàng chục triệu trẻ em đòi hỏi phải được chăm sóc tại các cơ sở y tế và nhiều trẻ bị tàn tật suốt đời. Như vậy, tai nạn thương tích là vấn đề rất cần sự quan tâm ở nước ta hiện nay. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiết ngoại khóa các loại tai nạn thương tích và cách phòng tránh. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tai nạn thương tích là gì. Tai nạn thương tích là những sự việc xảy ra bất ngờ, gây tổn thương đến sức khỏe, thể chất, chấn thương phần mềm, gãy vỡ xương, tàn tật suốt đời và tinh thần lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn cho người bị nạn. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Cô giới thiệu với các em một số tai nạn thương tích thường gặp. Bị bỏng nước sôi, tai nạn đuối nước, tai nạn do ngộ độc thức ăn, tai nạn do điện giật, tai nạn do té ngã, tai nạn do cháy, tai nạn do khi tham gia giao thông. Ngoài ra còn tai nạn thương tích do động vật cắn, tai nạn thương tích do vật sắc nhọn, vân vân. Và một phát hiện từ thực tế cho thấy chúng ta dễ dàng bị tai nạn thương tích, nhưng phần lớn các tai nạn thương tích lại có thể phòng tránh được. Vậy thì cách phòng tránh như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn bằng cách cùng giải quyết một số tình huống sau. Tình huống Hùng Cường Thắng đang trên đường đi học về, trông thấy hai chiếc ô tô tải từ từ đi qua. Hùng Cường rủ Thắng chạy theo, bám vào đuôi xe để về nhà cho nhanh. Bạn Thắng ngăn hai bạn lại. Vì sao? Chúng ta cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi nhé. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chạy theo đuôi xe tải thì khi chúng ta chạy nhanh có thể bị vấp té, chảy chân, chảy tay, hoặc với tình huống bất ngờ xe tải đột ngột dừng lại thì chúng ta sẽ bị va đập vào đuôi xe gây chấn thương, vì xe tải bị khuất tầm nhìn sẽ không thấy chúng ta để báo cho chúng ta biết. Tình huống thứ hai, nhà trường phát cho mỗi bạn một nón bảo hiểm làm quà tặng. Nam nói, giá như là bộ truyện tranh thì tốt hơn. Còn Mai thì bảo, mũ này rất cần thiết cho chúng ta khi ngồi sau xe của ba mẹ. Em đã nói với Nam và Mai như thế nào? Mai nói đúng đó Nam à. Chuyện cũng rất tốt vì giúp chúng ta giải trí, nhưng mũ bảo hiểm cũng rất tốt và thiết thực vì sẽ bảo vệ an toàn cho chúng ta khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, đây quả là một món quà ý nghĩa đó hai bạn ơi. Vậy theo các em, để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, theo các em chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần chủ động phòng chống tai nạn thương tích bằng cách. Thứ nhất,
lắng nghe lời khuyên của mọi người để thực hiện những điều quy định về an toàn phòng chống tai nạn thương tích, nhất là an toàn giao thông, ví dụ như phải đội nón bảo hiểm khi được ba mẹ chở bằng xe máy, vân vân. Từ chối và khuyên các bạn không nên tham gia các trò chơi, các hoạt động không đảm bảo an toàn có thể dẫn tới tai nạn thương tích. Khi phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn thương tích, nên tránh xa và cần báo ngay cho người lớn biết để nhờ sự giúp đỡ. Trong thời đại 4.0 hiện nay, chúng ta dễ dàng tìm hiểu những thông tin có ích. Cô khuyến khích các em tìm hiểu để có cách ứng xử đúng đắn trước các tình huống trong cuộc sống để bảo vệ an toàn cho bản thân. Mới đây thôi, quận 11 vừa có một vụ cháy mà nạn nhân còn rất trẻ, từ 8 đến 15 tuổi. Chính vì vậy, cô gửi tới các em một đoạn clip do học sinh và giáo viên trường chúng ta thực hiện về kỹ năng thoát hiểm đám cháy. Cô tin rằng nó sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích. Xin mời các em cùng theo dõi. Một lần nữa, cô mong chúng ta hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách thực hiện thông điệp 5K. Chúc các em có một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe.